Hello, xin chào các bạn. Khi mà các bạn đang xem video này thì có lẽ là đã qua năm mới rồi. Vì vậy cho nên là tôi sẽ chúc mừng năm mới tất cả mọi người đang theo dõi cái video này. Và mong rằng là năm mới là một cái năm nữa mà chúng ta sẽ tiếp tục học nhiều hơn về cả đầu tư, về cả cách sống và có thể là có một cái cuộc sống hạnh phúc và thảnh thơi và tự do tài chính. Trong cái video trước thì tôi đã chia sẻ về hai cái loại cryptocurrency mà tôi đầu tư trong cái danh mục đầu tư cryptocurrency của mình. Và trong video này thì tôi sẽ chia sẻ nốt ba cái loại danh mục còn lại và tại sao mà tôi đầu tư vào chúng. Ok. Cái loại cryptocurrency thứ ba mà tôi đầu tư vào đó là các loại cryptocurrency stablecoin. Và tôi tin rằng là các loại cryptocurrency này là những cái cryptocurrency có thể thực sự là mang lại cái lợi ích cho thế giới mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay lập tức. Vậy thì stablecoin là gì? Stablecoin dịch ra tiếng Việt tức là những cái đồng xu, những cái đồng token mang tính chất ổn định. Và những cái đồng token này sẽ có cái giá trị được tương ứng bằng một cái đồng tiền fiat, tức là một cái đồng coin có thể là nó sẽ dựa theo một cái giá, có thể là giá của đô la, có thể là giá thậm chí là giá của Việt Nam đồng, hay là giá của một đơn vị của vàng khi mà chúng ta so sánh đơn vị vàng đó với một cái đồng tiền fiat khác. Và hiện tại bây giờ thì có một số cái đồng stablecoin cực kỳ nổi tiếng, đó là USDT hay là còn gọi là Tether, tức là một đồng USDT sẽ được luôn luôn cố gắng giữ một cách tốt nhất để có thể giữ bằng một cái giá của một đồng đô la Mỹ. Và có thể là đối với chúng ta thì chúng ta có thể thấy không an toàn lắm khi mà chúng ta nói đến stablecoin. Vậy thì tại sao có những cái đồng tiền ảo được tạo ra trên thế giới số mà lại được coi là những cái đồng tiền có thể thay thế được cho các cái đồng tiền fiat? Thực ra thì tất cả những cái đồng tiền mà stablecoin này, nếu mà để trở thành một cái đồng tiền trở nên an toàn và có thể tạo được giá trị, thì chúng đều phải được thế chấp bằng một cái tài sản gì đó. Và hiện tại trên thế giới bây giờ thì sẽ có ba cái cách thế chấp cho những cái tài sản này. Cái thứ nhất đó là tất cả những cái đồng này có thể là sẽ được thế chấp bởi bằng một chính một cái đồng tiền mà chúng đang được tạo ra để thay thế. Thì có thể là một đồng USDT sẽ được thế chấp bằng một đồng USD được giữ tại một cái đơn vị thứ ba hay là một đơn vị giữ tiền nào đó. Cái thứ hai đó là chúng có thể được thế chấp bằng một cái tài sản khác, ví dụ như là cái đồng Pax Gold thì sẽ được thế chấp bằng một bằng vàng. Và thứ ba đó là chúng có thể được thế chấp bằng một cái đồng tiền ảo khác. Và vì cái thị trường tiền ảo là nó khá là bất ổn định, vì thế cho nên là thường là cái tỷ lệ để thế chấp bằng tiền ảo thì nó sẽ bắt buộc cần phải giữ nhiều tiền ảo hơn. Ví dụ như là một đồng Bitcoin vào thời điểm ngay bây giờ nó có giá khoảng tầm 40.000 đô, thì để tạo ra được một cái đồng stablecoin mà thế chấp bằng Bitcoin thì sẽ phải thế chấp chỉ có thể tạo ra được khoảng tầm 20.000 đô của cái đồng coin đó mà thôi. Vậy thì tại sao cái đồng stablecoin tôi lại cho rằng đó là một cái đồng tiền có thể tạo ra thay đổi trên thế giới? Tôi tin rằng là stablecoin nó sẽ giúp cho chúng ta có thể xóa bỏ được cái rào cản, xóa bỏ được cái đơn vị trung gian mà bây giờ đang làm cản cho chúng ta rất là nhiều cho cái việc thanh toán xuyên biên giới. Nếu như trước đây tôi đi du học thì bố mẹ tôi phải thanh toán tiền học của tôi hay là chuyển tiền của tôi qua một cái đơn vị trung gian là ngân hàng và phải trả cho họ ít nhất 50 đô hoặc là 0,1% cái số tiền mà bố mẹ tôi phải chuyển qua cho tôi. Thì bây giờ nếu chúng ta sử dụng stablecoin trên mạng lưới blockchain phi tập trung thì chúng ta có thể gửi tiền từ Việt Nam sang Mỹ, hay là đơn giản hơn đó là gửi tiền từ một cái tài khoản ví này sang một cái ví khác với cái phí rất là thấp, có thể là chỉ khoảng từ 0,8 đến 1 đô tùy thuộc vào cái mạng blockchain mà các bạn đang dùng. Và chính vì thế cho nên là tôi nghĩ rằng nó sẽ là một cái thay thế mới, nó sẽ là một cái challenge mới cho các cái đơn vị trung gian. Và nếu mà các cái đơn vị mà đang sử dụng những cái thanh toán xuyên biên giới mà họ dần dần họ chuyển sang hoặc adopt, họ sử dụng cái hệ thống thanh toán sử dụng stablecoin, thì các cái đồng stablecoin, các hệ thống vận hành stablecoin này thì nó sẽ trở nên cực kỳ lớn. Và những cái đồng stablecoin bây giờ thì chúng ta có thể thấy rằng là ở trên thế giới thì chúng ta có thể nói đến Luna hay là hệ thống Terra là một cái hệ thống như vậy. Đó là các cái đồng tiền stablecoin sẽ được trao đổi, sẽ được thế chấp bởi một cái đồng tiền ảo và được tạo ra một cái đồng stablecoin. Và cứ mỗi lần mà giao dịch như vậy thì cái phí đó sẽ được trả về cho những cái người là vận hành cái hệ thống đó. Và chính vì cái độ áp dụng rất là cao của stablecoin vào hệ thống tài chính và hệ thống chuyển tiền bây giờ, thì tôi đã đầu tư khoảng tầm 10% vào các cái đồng hoặc là các hệ thống blockchain vận hành stablecoin.
cái loại crypto thứ tư mà tôi đầu tư vào đó là các cái đồng utility crypto. Những cái đồng utility crypto này là những cái đồng mà sẽ vận hành các cái chức năng ở trên cái nền kinh tế phi tập trung. Và ở đây thì tôi sẽ đi qua rất là ngắn gọn một số cái ứng dụng của utility crypto. Thứ nhất đó là thế giới DeFi, Decentralized Finance. Tức là nếu mà bây giờ chúng ta nghĩ đến tài chính thì chúng ta sẽ nghĩ đến ngân hàng, chúng ta sẽ nghĩ đến ngân hàng tập trung, và chúng ta sẽ nghĩ đến các cái đơn vị của nhà nước, ví dụ như ngân hàng nhà nước. Thế nhưng mà khi mà chúng ta nói đến các cái nền kinh tế phi tập trung mới thì chúng ta không cần phải vay ở những ngân hàng này nữa, mà chúng ta có thể vay của một người có thể sẵn sàng cho chúng ta vay trên cái nền tảng blockchain phi tập trung. Và cái nền tảng DeFi này sẽ ví dụ như là nền tảng Aave là một nền tảng như vậy, nền tảng mà chúng ta có thể dễ dàng stake hay là chúng ta có thể gửi tiền ảo hay là crypto của chúng ta lên một cái nền tảng phi tập trung, và nếu mà có người mà muốn vay nó thì chúng ta sẽ cái giá mà chúng ta có thể gửi lên đó sẽ rất là sát với cái giá mà người kia có thể vay, để cả hai người, cái người cho vay có thể là cho vay với cái lãi suất cao hơn, nhưng mà cái người cần vay thì cũng chỉ cần vay với một lãi suất nhỏ hơn. Ứng dụng thứ hai đó là DEX, đó là Decentralized Exchange, tức là những cái nền tảng giao dịch phi tập trung. Và nếu mà chúng ta nghĩ là các công ty chứng khoán của Việt Nam bây giờ chẳng hạn, chúng sẽ cần phải vận hành trên một cái nền tảng tập trung và phải thu phí của các bạn hay là cho các bạn vay. Thế nhưng mà sau này khi mà sẽ có nền tảng, những cái nền tảng phi tập trung, chúng ta không cần một đơn vị giữ các cái tài sản của chúng ta nữa, mà chúng ta có thể dễ dàng giao dịch với nhau trên một cái nền tảng phi tập trung như vậy. Cái thứ ba đó là layer 0, tức là nếu mà chúng ta nói đến các cái nền tảng smart contract thì chúng đang vận hành trên các cái blockchain khác nhau. Ví dụ như Ethereum sẽ vận hành trên một cái blockchain của chúng, Bitcoin sẽ vận hành trên một cái blockchain của chúng, hay là Solana sẽ vận hành trên một blockchain của chúng. Nhưng mà sau này khi mà sẽ có layer 0, tức là một cái layer, một cái nền tảng để có thể kết nối các cái blockchain này với nhau, thì các cái đồng coin đó cũng sẽ rất là hữu dụng. Và điều cuối cùng là tất cả các cái loại đồng coin khác để thay thế các cái nền tảng tập trung của chúng ta bây giờ. Ví dụ như là Helium là một đồng có thể để giúp chúng ta có thể chia sẻ mạng 5G với nhau, hay là Filecoin là một cái nền tảng để giúp chúng ta chia sẻ cái phần cứng trên máy tính của chúng ta để tất cả mọi người đều có thể lưu trữ cái dữ liệu của họ trên một cái mạng được vận hành phi tập trung. Và chính vì cái ứng dụng khá cao của cái đồng utility coin này ấy, cho nên là tôi đang đầu tư khoảng tầm 35% cái tập đầu tư của tôi vào utility coin. Loại crypto thứ năm mà tôi đầu tư vào ấy, đó là NFT. Có lẽ là sẽ không phải nói NFT khá là nhiều nữa vì NFT hiện giờ đang rất là nổi tiếng. NFT chỉ khác so với các đồng token khác ấy, đó là NFT là viết tắt của non-fungible token, tức là những cái đồng token không thể thay thế được. Nếu như là bốn cái loại crypto đầu tiên mà tôi nói là những cái đồng hoàn toàn có thể thay thế với nhau được, ví dụ như là một đồng Bitcoin nọ so với một đồng Bitcoin kia thì không có gì khác biệt cả, chúng đều có giá trị như nhau, thì NFT là những cái đồng token hay là những cái sản phẩm được tạo trên cái nền tảng kinh tế phi tập trung mà có giá trị đặc biệt. Ví dụ như là một bài hát được tạo trên cái hệ thống blockchain, hay là một cái sản phẩm, hay là một cái sản phẩm nghệ thuật được tạo trên hệ thống blockchain, và chúng sẽ không thể thay thế được với nhau. Và hiện tại bây giờ thì thị trường NFT đang được coi là một thị trường cực kỳ nóng, và có lẽ là và theo một số nghiên cứu thì cái độ phát triển và độ adopt của NFT là lớn nhất trên thế giới từ trước đến nay. Tức là chưa có một cái sản phẩm nào được chấp nhận và được thổi nóng đến mức như vậy, và tất cả mọi người đều đang lao vào mua NFT. Thế nhưng mà đối với tôi thì cái độ ứng dụng của NFT vào thời điểm này thì nó chưa cao lắm. Tôi nghĩ rằng là sẽ cần phải có nhiều ứng dụng hơn, sẽ cần phải có nhiều giá trị hơn được cho trên hệ thống NFT hơn là chúng đang cho bây giờ. Không chỉ đơn giản là các bạn mua một cái hình JPEG hay là các bạn mua một cái hình Boring Ape ở trên hệ thống NFT, hay các bạn mua một cái nhân vật ở trong game NFT thì đồng nghĩa với cái việc là nó có giá trị. Mà bây giờ NFT chỉ đơn giản là đang quá nóng, và tất cả mọi người đều đang muốn đổ tiền vào để mong có được một chút lợi nhuận trên cái hệ thống NFT này. Thế nhưng mà tôi tin rằng là NFT có giá trị, nhưng mà chúng không phải là những giá trị mà chúng đang cho thấy bây giờ. Tôi nghĩ rằng là NFT có giá trị khi mà các cái nền kinh tế, ví dụ như là nền kinh tế gaming hay là nền kinh tế âm nhạc có thể tham gia vào được. Nó có thể biến những cái người mà tạo content, những cái người mà thực sự là tạo ra các giá trị nghệ thuật, và họ có thể hưởng được cái việc đó là trên một hệ thống phi tập trung, mọi người có thể
mua bán, mọi người có thể chia sẻ, mọi người có thể sử dụng những cái tác phẩm đó, và cái người mà tạo ra cái sản phẩm nghệ thuật đó có thể nhận được giá trị trong lâu dài. Thì tôi tin rằng là như vậy mới có thể mang lại cái thực sự cái giá trị cho NFT. Và vì NFT tôi chưa tin nhiều đến như vậy, cho nên là tôi chỉ đầu tư một chút vào các cái nền tảng NFT, các cái nền tảng mà tạo ra NFT, và tôi mong rằng là họ sẽ có thể phát triển liên tục và sau này có thể mang lại giá trị cho thế giới. Và hiện giờ tôi khoảng đầu tư khoảng tầm 5% cái danh mục của tôi vào NFT. Rất là cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Và một lần nữa thì tôi sẽ chúc mừng năm mới tất cả mọi người đang theo dõi video này. Và mong rằng là cái series hai cái video này thì các bạn có thể học được đâu đó một chút về cryptocurrency. Và nếu mà có thêm thời gian thì tôi sẽ chia sẻ sâu hơn về mỗi loại cryptocurrency là gì và cách để các bạn mới vào có thể đầu tư vào crypto. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn tại video sau.